Hôm trước chúng ta đã cùng nhau trên tay chiếc Zephyrus G14 và hôm nay sẽ là một phiên bản to hơn, khủng hơn dành cho những bạn nào mà thích cấu hình lớn này, thích màn hình to, đó chính là chiếc Zephyrus G15. Và chiếc máy này có những cái điểm gì hay, chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu video để tìm hiểu nhé. Và mình là Công, tới từ Review OS. Có lẽ là G15 năm ngoái thì bị anh em phàn nàn hơi nhiều, nên thành ra là G15 năm nay Asus đã có rất là nhiều cải tiến ở trên chiếc máy, có thể nói là một cuộc cách mạng luôn. Đầu tiên về mặt thiết kế bên ngoài thì G15 năm nay nó như kiểu là một phiên bản G14 phóng to lên vậy. Đó, các bạn có thể tưởng tượng như thế cho dễ. Bây giờ thì mình sẽ mở phần mặt máy lên. Đối với lại mặt A của chúng ta thì thay vì việc là LED matrix thì ở dưới những cái lỗ CNC này của chúng ta sẽ là hệ thống phản quang 7 sắc gầu vồng, và các bạn chỉ cần đưa dưới ánh sáng một chút như kiểu điện thoại ấy, nó sẽ thay đổi màu và trông khá là lạ mắt, tạo nên những cái đường vân ở phía dưới. Tiếp theo là chúng ta sẽ có một đường phay CNC nhìn rất là đẹp ở phần cạnh máy đây, nó tạo nên điểm nhấn cho chiếc máy này, và khi các bạn nhìn vào một phát lập tức biết ngay đây chính là chiếc G15 của năm 2021. Và kể cả là về cục sạc thì ở trên G15 của chúng ta cũng là sạc 200W, nhưng mà kích thước cục sạc này thì lại giống hoàn toàn với cục sạc 180W ở trên chiếc G14. Nói một chút về các cổng kết nối đang có ở trên máy thì so với lại phiên bản G14 mà chúng ta vừa trên tay ở video trước ấy, thì chiếc G15 này sẽ có thêm cổng LAN ở cạnh bên trái để các bạn có thể kết nối trực tiếp với lại mạng LAN và từ đó giảm cái ping xuống mức thấp nhất trong trường hợp Wi-Fi có vấn đề. Còn đối với lại cạnh phải thì chiếc G15 được bổ sung thêm một cổng đầu đọc thẻ Micro. Và với đầu thẻ Micro này thì các bạn có thể cắm thẻ của điện thoại chúng ta trực tiếp vào đọc ghi dữ liệu. Nhưng mà mình cũng đang thấy hơi thắc mắc một chút là tại sao đó không phải là một cổng thẻ dành cho máy ảnh, để những em làm media anh em có thể là cắm trực tiếp luôn. Còn việc mà sử dụng cổng thẻ Micro thế này thì sẽ tiện lợi với đa phần các bạn đang dùng smartphone. Một điểm đặc biệt ở trên G15 theo như mình thấy được đó chính là chúng ta sẽ có 4 khe, trong đó là 2 khe hút và 2 khe tản nhiệt ở trên máy, từ đó giúp cho chiếc máy này luôn luôn mát mẻ. Và tất nhiên là phần keo tản nhiệt ở trong máy thì cũng là keo tản nhiệt kim loại lỏng. Đến với lại phần màn hình thì năm ngoái G15 không hề đánh giá cao phần màn hình, nhưng năm nay thì tất cả mọi thứ đều đã thay đổi, hay có thể nói là ván bài lật ngửa. Về mặt thông số thì chúng ta sẽ có màn hình độ phân giải là 2K, tần số quét cao 120Hz, hỗ trợ tiêu chuẩn màu điện ảnh là DCI-P3. Với tất cả những thứ này thì G15 không chỉ là một con quái vật trong làng gaming mà nó có thể sử dụng cho những tác vụ như kiểu các bạn làm đồ họa 3D hay chúng ta dựng phim trực tiếp ở trên máy. Và màn hình của máy là 15.6 inch nên là việc dựng phim ở trên máy cũng khá thoải mái mà chưa cần tới màn hình ngoài. Tất nhiên là trong những trường hợp mà các bạn phải dựng nhiều layer, chúng ta là những dự án lớn, thì việc cắm thêm một cái màn hình ngoài cho máy vẫn là lựa chọn tốt hơn. Nói về phần bàn phím và trackpad của chúng ta thì bàn phím ở trên máy cũng giống như là G14 thôi. Các bạn sẽ có bàn phím full size, LED sẽ là LED trắng và cảm giác gõ rất là tốt. Trackpad của chúng ta. Còn trackpad thì sẽ là một cái điểm mình cho là nâng cấp. Bởi vì những bạn nào mà muốn sử dụng trackpad không thích dùng chuột thì hoàn toàn có thể sử dụng được chiếc G15 này. Trackpad làm kích thước rất là lớn, phủ một lớp kính lên nên là những cái thao tác di chuyển của chúng ta cũng rất là mượt. Và nếu như các bạn muốn biết nó to như thế nào á, thì nó to xem như là MBP ấy. Đấy, mình nói tắt như vậy để các bạn có thể tưởng tượng nó là chiếc máy nào. Còn về hệ thống loa thì ở trên G15 sẽ có tới 6 loa. Nếu như ở G14 mình vẫn thấy là âm lượng hơi nhỏ một chút, thì ở trên chiếc G15 này nó đã làm cho mình cảm thấy hài lòng về cả phần âm bass và cả phần âm lượng. Một chiếc laptop có âm thanh như thế này là quá ngon với mình rồi. Tiếp theo là tới phần cấu hình. Thì ở trên chiếc G15 này các bạn vẫn sẽ có RAM giống như là ở trên G14, tức là có thể lắp được tối đa là 32GB. Đối với lại CPU chúng ta sẽ có Ryzen 9 5900HS, còn đối với GPU sẽ là 3080. Như vậy là quá đủ với anh em game thủ và thậm chí là anh em dựng phim, thì mình thấy đây cũng là một cấu hình mơ ước với cả mình và rất là nhiều anh em. Và cuối cùng sẽ là chia sẻ của mình về chất lượng build ở trên G15. Mình để phần này xuống cuối bởi vì mình tin rằng là những anh em nào mà thực sự muốn mua chiếc máy này thì sẽ ở lại đây cùng với mình đến bây giờ. Chất lượng build ở trên G15 đã được cải tiến rất là nhiều so với năm ngoái, phải dùng từ rất là nhiều. Mình đã thử dùng hết cả 10 đầu ngón tay để nhấn vào cái phần bàn phím của chúng ta, thì mình thấy rằng nó không hề bị flex nữa, rất là cứng, rất là chắc chắn. Bạn có thể mua máy về rồi gọi cả bạn của bạn ra cùng test thử xem G15 này đã cải tiến như thế nào và chắc chắn hơn nhiều so với năm ngoái. Đồng thời là hệ thống bản lề của chúng ta, đây mình sẽ thử luôn phần bản lề cho các bạn xem. Này, mở một tay nha các bạn. Đó, có thể mở một tay. Rồi, thử độ chắc chắn này. Ok không ạ? Chắc chắn rồi. G15 có thêm một cái hay nữa ở phần bản lề là các bạn có thể mở được 180 độ. Cái này dùng rất hay cho các buổi trình chiếu. Ví dụ các bạn đang họp công ty chẳng hạn thì chúng ta mở thế này cũng hay ấy chứ. Cho bạn bè, đồng nghiệp chúng ta cùng đứng lên và nhìn vào trong màn hình của máy, thuyết trình rất là dễ dàng.
Không thể nào ở trên G14 có Ego Lift mà ở trên G15 lại không có. Chúng ta sẽ được nâng nhẹ phần mặt B lên để giúp cho hiệu năng của máy tốt hơn và phần tản nhiệt của máy cũng sẽ được cải thiện. Như vậy là mình đã vừa chia sẻ xong với các bạn về chiếc Zephyrus G15 của năm 2021. Mình thấy rằng chiếc máy này cực kỳ đáng mua. Và nếu như bạn nào đang có nhu cầu về một chiếc laptop mà có cấu hình khủng thì chúng ta đừng quên là xem qua sản phẩm này nhé. Và anh em thấy sao về Zephyrus G15? Mời các bạn để ý kiến ở phần bình luận của video cho mình cùng biết. Còn bây giờ xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong những video lần sau của Review OS.